Học tập kiến thức đi đôi với rèn luyện kỹ năng thông qua các hoạt động đoàn hội chính là điều mà chúng ta có thể nhận thấy với nhiều bạn sinh viên ngày nay. Nguyễn Thị Tuyết, sinh viên chuyên ngành kế toán trường Cao đẳng Công nghiệp Huế là một gương mặt như vậy. Với những thành tích học tập và cống hiến trong công tác đoàn, bạn trẻ này đã được phong tặng danh hiệu sinh viên năm tốt cấp Đại học Huế. Hãy cùng gặp gỡ cô gái đầy nhiệt huyết này trong một bạn trẻ. Mỗi ngày đến trường của cô bạn này luôn đầy ắp những niềm vui và thú vị. Bởi với Nguyễn Thị Tuyết, học tập không chỉ dừng lại ở kiến thức mà còn phải rèn luyện bản thân thông qua nhiều hoạt động khác nhau. Ngay từ đầu bước vào trường thì mình cũng xác định là trước khi ra khỏi trường thì mình phải tích lũy cho mình một lượng kiến thức để lúc mà ra trường mình có thể làm được công việc của mình một cách là tốt nhất. Ngoài ra thì cũng có thể tham gia các hoạt động của trường để có thể rèn luyện cho mình nhiều kỹ năng hơn, đặc biệt là kỹ năng mềm để có thể làm việc. Ban đầu mới vào trường thì mình cũng khá là rụt rè, nhưng mà sau khi được tiếp xúc vào đội thì được tiếp xúc với nhiều hơn với các môi trường bên ngoài, với các anh chị và thầy cô thì ngày mình một trở nên là hoạt bát hơn, năng động hơn. Rèn luyện thể thao, một thói quen không thể thiếu mỗi ngày của cô bạn này. Thói quen ấy cũng đã giúp Tuyết có được sức khỏe tốt và năng động hơn. Và cô gái này cũng đã nhiều lần đoạt cúp vô địch ở các giải thi đấu cầu lông do trường Cao đẳng Công nghiệp Huế tổ chức. Nhiệt tình và luôn có trách nhiệm với nhiệm vụ được giao, Nguyễn Thị Tuyết hiện đang là ủy viên ban chấp hành đoàn trường, đội trưởng đội thanh niên tình nguyện, phó bí thư đoàn khoa kinh tế dịch vụ trường Cao đẳng Công nghiệp Huế. Mặc dù khá bận rộn với việc học, nhưng bạn trẻ này vẫn tự cân đối để dành thời gian tham gia các phong trào. Tuyết là một bạn sinh viên rất là tiêu biểu của nhà trường, nhất là trong cái mảng học tập và các cái hoạt động phong trào, hoạt động thanh niên. Năm học vừa qua thì Tuyết cũng đã xuất sắc được tỉnh đoàn trao tặng danh hiệu là sinh viên năm tốt cấp tỉnh. Trong các hoạt động tại nhà trường thì Nguyễn Thị Tuyết thì cũng đạt rất là nhiều thành tích. Thông qua cái sự cố gắng của Nguyễn Thị Tuyết cũng đã lan tỏa được cái tinh thần thanh niên đến các cái bạn đoàn viên trong nhà trường. Thì cũng nhiều bạn là nhìn vào tấm gương của Tuyết để bắt đầu phấn đấu trong những cái hoạt động phong trào, hỗ trợ rất nhiều cho các hoạt động của đoàn trường. Khi mà đạt được danh hiệu sinh viên năm tốt thì thật sự mình rất là vui, bởi vì sinh viên năm tốt là một danh hiệu rất là cao quý cho quãng đời sinh viên của mình. Thì đó là động lực mỗi ngày để mình có thể ngày một tốt hơn và hoàn thiện bản thân mình nhiều hơn. Luôn tiên phong trong mọi hoạt động, đặc biệt là các chương trình tình nguyện vì cộng đồng. Các hoạt động hiến máu, hỗ trợ tại các khu cách ly hay tuyên truyền an toàn giao thông học đường, cô gái trẻ đều tích cực tham gia. Dù chỉ là những đóng góp nhỏ bé, nhưng đó là cách để Nguyễn Thị Tuyết lan tỏa yêu thương và tinh thần trách nhiệm đến mọi người. Mỗi lần mà làm được một công việc tình nguyện thì bản thân cảm thấy là rất là vui trong lòng. Có thể là chỉ là những điều nhỏ bé mà bản thân mình làm được, nhưng nó góp phần giúp mình lan tỏa đến những bạn trẻ xung quanh mình, lan tỏa tình yêu thương mà để mọi người có thể cảm nhận được và giúp ích cho cuộc sống. Thu gom ve chai bán gây quỹ để hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn cũng là một trong những chương trình mới phát động của đội tình nguyện trường Cao đẳng Công nghiệp Huế. Có thể không quá lớn lao về mặt vật chất, nhưng qua mỗi hành động ý nghĩa đó, Tuyết cùng các bạn trẻ này đã thể hiện được tinh thần sẻ chia của những trái tim trẻ đầy nhiệt huyết. Tuyết là một người đội trưởng tốt, nhiệt huyết, năng động trong những hoạt động. Chị Tuyết là một người năng động, rất có nhiệt huyết trong việc học tập và rèn luyện ở trong trường. Khi mà tham gia vào đội thanh niên tình nguyện thì cho mình rất nhiều kỹ năng. Chị Tuyết đã lan tỏa cái tinh thần tuổi trẻ và nhiệt huyết cho các thành viên đồng đội.
Quãng thời gian sinh viên của Nguyễn Thị Tuyết thật ý nghĩa với hành trình cống hiến sức trẻ vì cộng đồng. Đó cũng chính là cách vun đắp cho cô gái trẻ những kỹ năng cần thiết để làm hành trang cho tương lai. Chỉ cần nhìn lại những gì mà mình đã trải qua, từng hoạt động một, từng kỷ niệm một, thì đó là thanh xuân của mình, đó là tuổi trẻ và lòng nhiệt huyết của mình đã trải qua. Và mình cũng hy vọng là không chỉ riêng những thành viên của đội thanh niên tình nguyện, mà tất cả các bạn sinh viên trong trường hay là ngoài trường hãy luôn cố gắng sắp xếp thời gian và công việc để có thể tham gia các hoạt động đoàn thể, các hoạt động tình nguyện. Chúng ta có thể góp một chút nhỏ sức công sức của mình để có thể xây dựng nên những điều tốt đẹp nhất và những điều ý nghĩa nhất trong cuộc sống.